và rất là quan trọng cho các thanh thiếu niên. Quý vị đã mua vé để trúng thưởng iPad chưa? Nếu quý vị chưa thì có thể liên lạc trong giờ này là giờ cuối cùng để chúng tôi có thể bắt âm trúng thưởng. Hôm nay không phải chỉ có một phần thưởng mà có bốn là tới hai phần thưởng hạng mít, hạng nhì và hạng ba. Cho nên quý vị không có mất cơ hội đâu. Nếu mà không trúng được iPad thì quý vị có thể trúng hai món quà kia. Bây giờ tôi hỏi quý vị là đa số thắng tiểu số, quý vị muốn bốc thăm ai khác trước hay là bốc thăm từ hạng thứ ba, thứ hai cho đến số một là cho nó hào hứng và nó hấp dẫn. Quý vị muốn ai khác cuối cùng, ai khác cuối cùng cho nó hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ hạng ba trước. Thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ rất là hấp dẫn. Tôi sẽ mời hội thánh Alisa đến giúp đỡ để khỏi có ai thắc mắc. Dạ xin mời anh Học, mời anh Học lên đây bốc hạng ba, lắc lên bàn nữa. Quý vị bây giờ có thể mở cái số của mình, cái tích cực của mình ra rồi có thể dò số rất là hấp dẫn. Có ai có nhạc đàn không? Được rồi, bắt này tôi đúng rồi. Một cái thôi, một cái. Không được nhanh, không được nhanh. Số này là số 58. 58. PTA, ai này? PTA. SD. Dạ đây còn có hả? Dạ con đúng không? Coi cái số có đúng không? Tiếp đi anh. Wow. Đi rồi sẽ nhận thưởng còn một cuốn quà nữa, nó hấp dẫn lắm quý vị. Rất là hấp dẫn. Xin mời ca sĩ Tử Dung lên bốc dùng hạng thứ nhì. Đây mời ông Đức lên đây, mời ông Đức. Mời anh Học lên trao giải. Cái này là trị giá 45 đô. Quý vị có thể chúc mừng. Lát xem mặt nữa. Hấp dẫn. Số 18. 18. 18. 18. 18. 18. Như là nhà tôi rồi. Chắc vậy quá. Không được à, không được, phải bỏ lại. 18 hình như quà của mình trở về chúng mình. Thôi chị, chúng mời lên là anh Tiến Đông tặng cho. Mời tặng cho cô Nhật Lan. Mở ra là màn số đàng hoàng. Tôi muốn ai tháng thôi. Kiểm chứng số. Rồi, quý vị cứ đứng đó. Đưa đi. Rồi, một người rất là hấp dẫn. Một người anh Vinh Lan. Anh Sang từ Việt Nam, xin mời anh Sang từ Việt Nam. Và bốc thăm được người nghe đắt nhất. Đi bốc thăm giùm thôi. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Mấy đứa nhỏ, mấy đứa Christy đâu hết rồi? Cái này quan trọng. Wow, rung quá, Số mấy? Số 8. Số 8. Ôi vậy thì dùng đúng rồi. Wow. Wow. Wish my
Rồi, chúng mình đi vô. Chú có phước đi vô. Em gì màu vàng nữa. Ok, để mình chấm lại cái này là của bạn mình mua cho bạn chứ không phải của mình. Những vé đầu tiên. Xin cảm ơn quý vị. Mình đợi cái iPad. Dạ. Mình sẽ đợi iPad. Dạ.